Đằng sau lưng Hoàng, cây màu trắng là cây Roland LX705. Thì hôm bữa Hoàng đã làm review cây này rồi. Nhưng mà để đây sau hơn một tháng á, bạn Nguyên, bạn Sơn đánh á, thì bây giờ Hoàng muốn hỏi cây là cái cảm nhận thực tế sau khi trải nghiệm của bạn Nguyên là như thế nào nha. Phải nói đầu tiên là rất là đẹp. Nhưng mà đẹp thì đẹp chứ phải hay thì mới mua, chứ không hay sao mà mua đúng không Nguyên? Dạ đúng rồi. Nhưng mà theo Nguyên á, thì thực tế, trên thực tế nha, Nguyên cứ trả lời thiệt bụng nha, là thích cái này không? Thích. Nó tàu lên. Thích thích anh. Thích. Thích. Nó rõ ràng. Ủa mà thích chỗ nào? Ý là cái thứ nhất là về thiết kế nha, là nó sang trọng. Rồi, Cái thứ đồng ý. hai là phím, phím nó sâu và nó mượt. Sâu và mượt. Có nghĩa là nó êm. Êm. Với lại là cái dàn âm thanh của nó cảm giác nó xịn lắm anh. Xịn lắm, nó surround lắm Nó hả? Nó bố trí sao vậy ta? Nó bố trí loa ở bên dưới là loa nha các bạn. Đấy, nói chung là lên cái dòng LX, cái cây này chỉ khác là chỉ trên cái HP 704 một nấc thôi. Từ năm 2019 á đổ đi thì họ làm là 702, HP 702, 704. Trên đó thì hết có HP rồi, nó chuyển qua là LX ha. Thì LX thấp nhất là LX 705 đây này, đây gọi là thấp thấp nhất của cái LX rồi đó, mà đã được trang bị là cái kiểu dáng. Thứ hai là cái loa, hệ thống loa cây này có 60W thôi, nếu Hoàng nhớ không lầm, cây này 60W thôi, nhưng mà nó phân bổ loa rất là đã, bên dưới bên trên rồi nè nè, không sau khi răng mở ra không đó, thì để mình phải biết chi tiết rồi loa rồi phím đàn, đó là những cái thứ mà khiến cho cái đàn này nó trở nên là nổi bật hơn. Nguyên có đàn cho các bạn nghe thử không? có em hôn đoạn nhỏ nhỏ. Đúng là cái cây này nó mịn màng mà nó chi tiết ha. Nhất là mình phải xử lý những cái pha mà pha cần phải chi tiết á, thì chỉ có cái cây này nó mới chịu, mới đáp ứng được thôi. Ngay cả anh cũng thấy vậy Nguyên, anh cũng thấy là cái cây này nó mới đáp ứng được. Đó. Mà công nhận ha, cái lần đầu tiên mình đàn á, mình bảo ui đánh cái này sao giống cái Casio quá. Nhưng mà cũng có một cái đặc biệt là hình như là sau khi đánh một hồi, mình qua cái cây khác thì mình lại thấy cái này rất là dễ chịu, cây khác nó không đáp ứng được giống cây này. Cảm giác của em là lúc đầu mới nghe thì giống Casio, nhưng mà đánh một chập á, xong quay mấy cây khác thì nó bị hụt, là cảm giác là đánh cây này nó vẫn đầy đủ hơn. Đánh cái này vẫn đầy đủ hơn. Anh cũng đồng ý với Nguyên. Rồi, đó, đó là trải nghiệm của bạn Nguyên cũng như của bạn Hoàng đang quay phim đây. Đó. Góp thêm mấy cái ý nữa để cho các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu nó và quyết định mua nó hay không ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn đã theo dõi cái clip này.